Y chưa? Y bằng gì? Đọc lên. Y bằng y zero nhân cos omega t cộng phi y. Chốt chưa? Vậy dựa vào đây mình sẽ có y zero bằng nhiêu? Tương ứng giùm em đi. Khổ thân thiệt. Có cái tương ứng không mà còn không nói được nữa. Bằng 2 tiếp omega 100 pi tiếp phi y bằng nhiêu? Pi chia 3. Chốt cái chỗ này chưa? Sau đó nó hỏi tần số f, f bằng gì? Bằng 1 phần t, t bằng gì? 2 pi chia. Có học đâu. T bằng 2 pi chia omega, không học lý lý thuyết thì ông nội ai cũng cứu được đâu nha không? Rút 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 còn lại là gì? 1/50. Thế 1/50 vô đây. Vậy sẽ bằng gì? 1/1/50, bấm máy tính ra 50. Cái này mà còn bấm nữa. Đúng chưa? Tiếp tục, vậy là câu A sai đúng không? Tiếp tục câu B. Câu B nó hỏi gì? Cường độ hiệu dụng là chữ gì? Y nhỏ hay y lớn hay y zero? Nhỏ ông nội tao. Vậy không? Y không là y cực đại. Từ nãy giờ chưa thuộc là sao? Ôi, mệt thiệt. Y thì bằng y zero chia cho căn căn 2. Ủa lộn, 2 chia căn 2, 2 chia căn 2 ra căn 2, chút tự bấm máy tính sai. Chốt chưa? Tiếp tại thời điểm T bằng 0 thì dòng điện có giá trị là bao nhiêu thì dễ lắm. Cái chỗ nào có T á thay bằng bao nhiêu? Không vô. T đâu? Thay vô nè. Rồi bấm máy tính. Được chưa? Ra được y nhỏ. Y nhỏ là y tức thời đó. Tiếp tục câu D. Chiều dòng điện đổi 100 lần trong một giây. Hồi nãy mình có rồi. Cứ một giây thì mình đổi được mấy F? 2F. F hồi nãy mình tính nhiêu? 50 đúng không? Vậy là một giây mình sẽ được bao nhiêu? 2 nhân 50 bằng 100 lần. Vậy câu nào đúng? Câu D đúng đúng không?